Black không chỉ là một trong 28 dòng tộc cao quý lâu đời mà còn là gia tộc lâu đời nhất, quyền quý nhất và giàu có bậc nhất của giới phù thủy ở Vương quốc Anh. Chúng ta không biết chắc chắn dòng họ Black khởi đầu từ ai và từ khi nào, nhưng có vẻ gia tộc này đã xuất hiện từ thời Trung Cổ. Mặc dù không biết chính xác, nhưng hiểu ngắn gọn là gia tộc này đã xuất hiện đủ lâu để xây dựng nên một đế chế gia tộc khổng lồ với tiêu chuẩn về sự thuần chủng được đưa lên hàng đầu. Chào mừng đã quay trở lại với Tentacles, và sau đây hãy cùng đến với gia tộc nhiều dây mờ dễ mái nhất thế giới phù thủy, gia tộc Black. Lycoris Black là thành viên xa xôi nhất được biết đến của dòng họ nhà Black. Ông kết hôn với một phù thủy thuần chủng tên là Magenta Tribe. Họ có với nhau 3 người con, trong đó người con gái Misapinoa Black kết hôn với một người gia tộc Blitzwick. 2 người con trai còn lại là Arcturus và Cygnus Black. Sau khi Cygnus qua đời, Lycoris và Magenta đã giúp Ella Max, vợ của Cygnus, chăm sóc 4 đứa con của họ bao gồm Sirius đệ nhất, Phineas Nautilus, Eladora và Isa Black. Người con cả Sirius Black đệ nhất mất khi chỉ mới 8 tuổi, không rõ nguyên nhân. Em trai ông, Phineas Nautilus, là cựu học sinh nhà Slytherin và cũng là cựu hiệu trưởng của Hogwarts, mà theo lời chú Sirius thì đây là ông hiệu trưởng đáng ghét nhất mọi thời đại. Phineas kết hôn với Ursula Flint và có 5 người con. Người con trai cả được đặt tên theo người bác yểu mệnh của mình và kết hôn với Hesper Gamp, người có họ hàng với người đã phát minh ra định luật biến hình nguyên tố Gamp. Đây cũng chính là ông cố nội của chú Sirius. Cô con gái duy nhất của Phineas kết hôn với Herbert Burke, họ hàng của Caractacus Burke, và bà cũng là bà cố ngoại của chú Sirius. Nghe có vẻ rắc rối quá nhỉ? Tại sao hai anh em ruột với nhau lại cùng lúc trở thành ông cố nội và bà cố ngoại của chú Sirius? Bởi vì bố mẹ của chú Sirius là Orion Black và Warburga Black đã kết hôn cận huyết, một điều thường thấy trong các gia đình quý tộc lâu đời như gia tộc nhà Black. Nhà Black nổi tiếng là một gia tộc cao quý, họ mắc chứng ám ảnh cuồng điên với chấp niệm về huyết thống thuần khiết của mình. Họ tin rằng một người mang dòng dõi thuần chủng của nhà Black có quyền kiêu hãnh như bậc đế vương và coi thường những kẻ không có dòng máu phù thủy, còn lai, á phù thủy và những kẻ phản bội huyết thống gia đình. Điều này được thể hiện rõ ngay gia huy của gia tộc với dòng chữ Toujours Pur, trong tiếng Pháp có nghĩa là luôn luôn thuần chủng. Với quan điểm này, một số thành viên trong nhà Black rất yêu thích nghệ thuật hắc ám và ủng hộ Voldemort trong cuộc chiến phù thủy với mong muốn có thể thanh tẩy hết những dòng máu lai bẩn thỉu. Một trong số đó thậm chí còn trở thành những tử thần thực tử độc ác nhất, đơn cử như Bellatrix Lestrange. Xem trọng sự thuần chủng là thế, cho nên nếu bất kỳ ai trong gia tộc phản bội lại huyết thống thì ngay lập tức sẽ bị cắt đứt quan hệ với gia tộc. Tính đến nay đã có 8 người trong gia đình Black bị gạch tên khỏi gia phả, bao gồm Eduardus Lemaitre Black, không rõ lý do, Isla Black vì đã kết hôn với Muggle Bob Hitchens, Phineas Black do ủng hộ quyền Muggle, á phù thủy Marius Black, Cedrella Black kết hôn với kẻ phản bội huyết thống Septimus Weasley, Alfred Black vì đã tặng vàng cho cháu trai Sirius bỏ trốn của mình, Sirius Black đệ tam bỏ nhà ra đi từ năm 16 tuổi, và Andromeda Black vì đã kết hôn với Ted Tonks, một Muggle. Từ đó có thể thấy mỗi thế hệ của Black đã có ít nhất một người bị đuổi ra khỏi gia tộc. Tên của những người này sẽ bị cháy đen trong bức tranh gia phả đặt tại phòng khách tại số nhà 12, quảng trường Grimmauld, London. Nhưng có vẻ chú Sirius cũng chả thèm quan tâm cái gia phả đó cho lắm. Dù được truyền bá văn hóa gia đình từ nhỏ, nhưng chú Sirius luôn cảm thấy chán ghét những luận điệu sai trái này và luôn tìm cách chống đối. Theo như chú tiết lộ với Harry thì tất cả những người thuộc dòng họ Black đều là cựu học sinh nhà Slytherin. Vậy nên chú là người đầu tiên thuộc gia tộc Black đi ngược lại với truyền thống của dòng họ, gia nhập nhà Gryffindor. Theo văn hóa phương Tây, Black có nghĩa là màu đen, thường gắn với cái ác, bóng tối và sự ma mị, nhưng cũng đại diện cho sự cao quý và tinh tế, phù hợp với gia tộc giàu có như Black. Màu đen cũng được cho là gắn kết với cuộc sống và sự thịnh vượng của các nền văn hóa khác. Ở Trung Quốc cổ đại, màu đen là biểu tượng của nguyên tố nước, cũng tương ứng với Slytherin, ngôi nhà tại Hogwarts của hầu hết các thành viên trong gia đình. Theo huy hiệu học của Anh Quốc, một thuật ngữ về nghiên cứu nghi lễ cấp bậc phả hệ học cho thấy màu đen tượng trưng cho bóng tối và sự ngu dốt. Có thể điều này ám chỉ thành kiến thuần chủng lỗi thời của gia tộc Black. Tuy nhiên, theo từ nguồn gốc từ tiếng Anh cổ, Black có nghĩa là nhợt nhạt, xanh xao, gắn liền với bệnh tật và máu trắng. Điều này phần nào phản ánh ngoại hình của các thành viên trong gia tộc. Tóc đen, làn da có phần nhợt nhạt như xác sống. Dù vậy, diện mạo của gia đình Black vẫn được miêu tả là rất cuốn hút. Họ có vóc dáng cao ráo, thanh thoát và toát ra vẻ quý tộc. Nhìn chú Sirius thì các bồ nghĩ mình xạo đúng không? Nhưng mà hãy thử quay lại quá khứ khi chú còn đi học tại Hogwarts mà xem. Mái tóc bồng bềnh lãng tử đúng chất thiếu gia nhà giàu thì ai chả đổi đứa đừ luôn đấy chứ. Chẳng qua là chú đã bị giam giữ tại nhà tù Azkaban quá lâu nên nhan sắc đã bị tàn phá không ít mà thôi. Hầu hết các thành viên trong gia đình Black đều được đặt tên theo các ngôi sao hoặc chòm sao. Ví dụ như Sirius là ngôi sao nằm trong chòm sao Canis Major, nghĩa là con chó. Trùng hợp thay, chú Sirius là một hóa thú sư và con vật mà chú biến thành chính là một con chó màu đen tên là Padfoot. Một ví dụ khác là Bellatrix, ngôi sao sáng thứ 3 trong chòm sao Orion, cũng là tên cha của chú Sirius. Cygnus, Andromeda và Cassiopeia là chòm sao, còn Regulus, Alphard và Arcturus là tên của các ngôi sao. Truyền thống đặt tên này còn được lưu truyền mãi đến đời con cháu về sau, như Narcissa Malfoy đã đặt tên cho con trai của mình là Draco, tên của một chòm sao.
về sau Draco đặt tên cho con trai mình là Scorpius, cũng là một chòm sao hoàng đạo được gọi là Scorpio trong chiêm tinh học phương Tây. Nhà Black cũng rất ưa chuộng việc lấy tên của thế hệ trước đặt cho thế hệ sau. Tên của chú Sirius đã lặp lại lần thứ 3 trong gia phả. Điều này có thể là để tưởng nhớ những người đi trước, hoặc đơn giản là do lười đặt tên nên lấy tên của thế hệ đi trước cho nhanh. Nhưng nếu một thành viên bị truất khỏi gia đình thì tên của người đó sẽ không bao giờ được sử dụng lại trong các thế hệ sau. Ngoài những cái tên được đặt theo chòm sao, nhà Black còn đặt tên theo thực vật, ví dụ như Narcissa và Licorice đều là tên của những loài hoa. Theo như chú Sirius từng tiết lộ với Harry Potter thì hầu hết những dòng họ phù thủy lâu đời đều có dây mờ dây má với nhau. Nhà Black cũng không ngoại trừ, huống gì Black còn là dòng họ lâu đời nhất, thuần chủng nhất. Do đó tất cả những dòng họ phù thủy khác đều có liên quan ít nhiều đến dòng họ Black, kể cả dòng họ Potter khi chú Sirius là cha đỡ đầu của Harry và sau này Harry cũng trở thành chồng của Ginny Weasley, một nhánh nhỏ khác trong gia phả nhà Black. Như đã giới thiệu trước đó, chú Sirius là con cháu trực thuộc của Sirius Black đệ nhị, con cả của Phineas Nicholas Black, vì vậy chú nghiễm nhiên trở thành trưởng gia tộc. Cũng vì lý do đó mà gia đình chú được quyền sở hữu ngôi nhà số 12, quảng trường Grimmauld tại London và khối tài sản khổng lồ. Tuy quy mô gia tộc có vẻ đồ sộ, nhưng nhà Black có rất ít con trai. Cuối thế kỷ 20, với cái chết dũng cảm của anh em nhà Regulus và Sirius Black, dòng họ Black đã chính thức chấm dứt do cả hai người đều không có con. Riêng Sirius vì đã trở thành cha đỡ đầu của Harry Potter nên tất cả tài sản bao gồm tiền bạc trong căn hầm ở Gringotts, ngôi nhà và cả chú gia tinh cộc cằn nhưng trung thành Creature cũng được thừa kế bởi Harry. Thử tưởng tượng tài sản của gia tộc giàu có nhất nước Anh, Black, kết hợp với dòng họ Potter cũng có khối tài sản cách xù thì đúng là ối rồi ôi luôn. Excellent. Dù không biết chính xác là bao nhiêu nhưng mình đoán cũng phải tầm cỡ Bill Gates cộng với Mark Zuckerberg ấy nhỉ. Tuy chấm dứt ở dòng nam, nhưng tuyến nữ vẫn tiếp tục thông qua nhà Malfoy, Ted Lupin, con trai của Remus Lupin và Nymphadora Tonks, và Daphne, con gái ngoài gia thú ít người biết đến của Bellatrix Lestrange và chủ thể Voldemort. Và đó là gia tộc nhà Black, hệ gia phả trải rộng nhất thế giới phù thủy. Bạn còn biết gì thêm về gia tộc này? Hãy comment bên dưới cùng thảo luận nhé! Đừng quên thả tim, share và nhấn chuông thông báo để chờ đón những số tiếp theo của Harry Potter series. Xin chào và hẹn gặp lại!